Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Nay em có về hai con súp I150B nha các bác. Đây là mẫu súp đến từ hãng JBL, hàng bãi tuyển chọn của Mỹ nha các bác. Điện 120V. Các bác có thể cắm điện 115, 110 là ok, hoặc là 120. Đúng chuẩn nó là 120 nha các bác. Về được chỉ có hai con duy nhất thôi, bass 25 nha. Bass 25. Là đàn im của dòng 250B, 250B là bass 30. Cái dòng này thì bass nó đánh trước nha các bác, bass đánh trước. Các bác thấy độ mới của sản phẩm này, đây phía trên logo và cái đèn báo hiệu nguồn này. Đấy. Đấy, bass 25. Giá là 7 triệu bao ship nha các bác, 7 triệu bao ship. Thì chiều về em quy hàng thì em có video chi tiết rồi. Nó cũng báo giá thông qua rồi. Các bác thấy đồ đẹp này. Ốc vít này, sáng tròn nha. Hàng Mỹ nha, rất là đẹp, 120V. Là những sản phẩm hàng bãi xịn. Sơ bát 25 nha. Có thay đồ đẹp nha. Lo tuyển rất là kỹ, giá 7 triệu chỉ có hai con duy nhất thôi. Các bác nào lấy thì alo. Tại vì những dòng mà I250B nó cũng rất là hiếm. Những bát trước này bát đánh trước nha các bác. Còn cái dòng mà BB á, 10 BB 12 thì bát đánh dưới đất. Anh góc cạnh nó thì đẹp kiên công đó nha. Giá em bao ship cho các bác nha, giá là 7 triệu. Con này thì phù hợp vào phòng khoảng là 30 mét vuông, 35 mét vuông đổ lại nha. Tại bát 25 mà. Các bác nghe nhạc hay, vừa có thể karaoke nghiêu nga gia đình. Nếu bây giờ là các bác mà thiếu tiếng súp thì sẽ có thể dùng con súp này, tại vì nó đánh trước cũng nghe nhạc nó cũng tiện hơn. Đây các bác thấy nó rất là sang nha, đậm chất Mỹ rồi. Văn là văn gỗ nha các bác. Giá em đã bao ship nha, nên các bác nào đang cần và yêu thích cái con súp này thì alo cho em. Tại vì trong đợt này nó về được hai con bass 25 bass trước thôi, và ăn JBL của Mỹ. Đây là dòng súp điện nha các bác, nên nó không cần công suất âm lên, nó chỉ cần có tín hiệu vào, các bác cắm vào đường AV, đường loa thì nó sẽ khuếch đại tiếng bass ra để thể hiện cho chúng ta là một dải trầm rất là sâu, mạnh mẽ. Cho em cho quay phía sau để các bác cùng xem. Vâng, đây là phía sau của em nó. Đấy, mỗi đèn I150B, còn cái 250B là bass 30 nha các bác. Đấy, các bác thấy đường tín hiệu vào này là bằng trầm loa hoặc là đường bằng ống sen, là những volume tinh chỉnh to nhỏ này, chế độ no, chế độ 100, Fasi 180 này. Những cái chế độ này là những con dòng Yamaha không có này. Đây các bác, điện 120V nha. Đấy, 120V hết. Có thay độ mới sản phẩm nha. Có thay trạm lo trạm này, rất là mới. Thì bên em chỉ làm hàng chất bãi về chưa qua tay người sử dụng cho các bác, nên bảo hành cho các bác là hàng tất cả là chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Hàng đẹp và nguyên zin hết, chủ yếu là đúng chất bãi, tại vì hàng thì tuyển về thì cũng rất là kỹ lưỡng, cũng lựa chọn những sản phẩm nó nguyên bản hết để phục vụ các bác, và giá cả nó cũng tốt để các bác mua hàng với giá cả hợp lý. Bên em có cả những dòng súp ribe ốp đắt như là BB 12 nha các bác. BB 12 thì giá 11 triệu 500 ngàn, nó ốp đắt, nó sử dụng cho những phòng trên 30 mét vuông. Nó to hơn, nó sử dụng bát 30. Rồi, bác nào lấy cặp súp này thì alo cho em nha. Và số này em giao hàng toàn quốc cho các bác. Giá 7 triệu bao ship nha.